Chào bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bước vào bài tập thứ 9 trong series 10 bài tập nâng cao sức khỏe cho bà mẹ bỉm sữa. Và nhiều chị em muốn Diễm tư vấn về cái thời gian để chúng ta tập luyện yoga sao cho nó hiệu quả khi mà chúng ta đang có em bé. Thế thì như thế này cả nhà, mình có thể tập yoga thì chúng ta tập tốt nhất là vào buổi sáng. Và chắc chắn là đối với những bà mẹ bỉm sữa thì buổi sáng sớm thì mình không đảm bảo được thời gian. Do đó thì chúng ta sẽ có thể tập vào buổi chiều hoặc lựa chọn những cái thời gian nào mà lúc em bé chúng ta ngủ này hoặc là em bé chơi không ảnh hưởng đến cái việc mà chúng ta tập luyện thì mình tập luyện yoga được. Nhưng mà đối như thế này, nếu như mà chị em nào chúng ta bị các cái trường hợp như là chúng ta hay đau đầu này hoặc là bị cao huyết áp thì mình không nên tập vào buổi trưa. Còn lại tất cả những thời gian nào trong ngày chúng ta cũng có thể tập yoga được. Và cái trường hợp thứ hai mình không tập yoga nữa là chúng ta tập yoga vào lúc mà mình sắp đi ngủ thì chúng ta không nên tập yoga, tức là chúng ta phải tập trước đó 2 giờ đồng hồ trước khi ngủ thì nó sẽ đảm bảo cho cái giấc ngủ của mình hơn. Do đó thì Diễm nói như thế là để tất cả các mẹ chúng ta có thể lựa chọn cái thời gian để chúng ta tập yoga cho hiệu quả. Và như thế này, không phải tập yoga là chúng ta phải dành ra 1 giờ đồng hồ để chúng ta tập. Các chị em chúng ta phải hiểu như thế, chúng ta tập 5 phút cũng là tập, chúng ta tập 10 phút cũng là tập, được chưa ạ? Nên là chúng ta có thể lựa những cái bài tập nào ngắn này, những cái bài tập ví dụ như là chúng ta hít thở này, thì buổi sáng mình có thể dành ra 5 phút hít thở quá đơn giản, hoặc là 5 đến 10 phút để chúng ta hít thở, hoặc là chúng ta có thể là dùng 15 phút để mình vận động cơ thể một cách nhẹ nhàng. Đó cũng là một cái trường hợp chúng ta tập yoga rất là hiệu quả nhưng mà thời gian rất là ngắn. Do đó là mọi người có thể chúng ta thu xếp thời gian để nó phù hợp với cái tình trạng của chúng ta là đang có em bé hiện tại và chúng ta cân đối công việc của mình sao cho hợp lý nhất. Và bây giờ không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ bước vào bài tập thứ 9 này nhé. Rồi, chúng ta cùng đứng lên hành động của mình và chúng ta bắt đầu bài tập nhé. Hai chân của bạn chúng ta mở rộng bằng vai. Rồi, hai vai nhẹ nhàng đập lên mặt hông của mình. Rồi, ta cứ thả lỏng chân thể ra từ từ. Ngẩng đầu, ngửa xuống nắm, nâng chân cầm lên. Ngửa đầu sau mắt, nhìn lên trên, chúng ta hít thật sâu vào nhé. Thở ra từ từ, kéo cằm xuống sát với cổ của bụng bạn. Tiếp tục ngửa đầu thật sâu vào. Thở ra nhẹ nhàng, kéo cằm xuống sát với cổ của bụng bạn. Lưu ý cái phần bụng dưới của mình đấy, mình hãy thoát chặt vào. Hít vào, ngửa đầu. Tiếp tục lần nữa nhé, ngửa đầu thật sâu hít vào, chân cũng không ra giữ nguyên, 3, 2, 1, thở ra kéo cằm xuống sát với cổ bụng lại và giữ luôn, 1, 2, 3, nâng cằm, mắt nhìn về trước hít sâu, nghiêng sang bên phải thở, đầu chúng ta nghiêng qua bên trái và vai bên phải, nâng lên hít vào. Sang trái, thở ra. Tiếp tục nâng lên, hít vào. Xoay
ba nâng lên trên vào rồi thả lỏng cơ thể và chúng ta hạ thân xuống nhẹ nhàng, đưa hai tay sang ngang, mắt nhìn về phía trước, hít sâu nhìn về trước rồi rồi nhẹ nhàng chúng ta nhớ chân bên phải lên và nhớ chân bên phải lên, nhớ gót chân bên phải, tay bên phải và chống cái hông của mình, tay bên trái nghiêng ngược sang bên trái của mình, tay bên phải xả sát vào bàn tay, tay bên trái mình chống cái hông, lưu ý là nhấn gót chân lên nhé. Tiếp tục tay lên sang ngang, mắt nhìn trước, hít sâu, nghiêng ngược sang bên phải, chống cái hông này, ta đẩy phần hông sang phía bên trái, đẩy hông sang phía bên trái, rồi ta ép người sang bên phải, chờ. Tay lên sang ngang, hít vào, sang bên trái. Tiếp tục tay đưa sang ngang hít vào, qua bên trái để thở, đẩy hông sang phía bên ngoài. Lần thứ tư hít vào, sang bên phải thở ra. Tiếp tục tay đưa sang ngang hít sâu, sang bên trái thở. Một lần nữa hai tay đưa sang ngang, mắt nhìn trước hít vào. Sang bên phải thở ra, tay bên trái áp sát vào bàn tay và giữ như thế này. 5, 4, 3, 2, 1, tay đưa sang ngang hít vào. Thở ra, giữ nguyên như thế này. 1, 2, 3, 4, 5, tay đưa sang ngang hít vào. Rồi, thả tay xuống, thở ra, chân mình cũng giữ nguyên, tập cùng bắt đầu vào tập tiếp theo. Hai tay mình đến hai chân mình song song với nhau, khoảng cách rộng vuông vai, vươn hai tay lên cao hít vào, rồi đẩy tay về trước mông, đẩy ra phía sau mở chậm, vươn tay lên cao xuống, thở ra cùng gối xuống, tay đưa về trước chậm, rồi những cái gì còn tiếp này mình cùng mình quan sát, vươn lên hít vào. Tay đưa về trước, đẩy hông ra sau, thở bài tập này mình sẽ liên quan đến các phần mông vịnh, tức là giúp cho các bạn chúng ta cái phần mông của mình nó thon gọn hơn, hay là khi mà đưa xuống như thế này nó siết phần cơ mông lùi lại. Vươn tay lên cao hít sâu, lần bốn này thở ra, vươn lên hít sâu, lần năm thở tay mình đưa về trước. Lưu ý các bạn đọc đầu gối chúng ta không vững khỏi móng chân trái của mình. Giờ ta đẩy hông ra sau ra, tiếp tục thở ra, giờ bảy hơi lên hít vào, thở ra hai lần trước, thành công như thế này á, thẳng lưng và đưa hai lần trước, tám hơi lên hít sâu, thở ra không vững, chín ba hai một, đưa hít vào, rồi
đẩy con xuống nền mắt mình về phía dưới hồn. Thở ra mình sẽ đẩy gối nhâm thẳng ra, chỏ tay của mình tì vào tiếp tục hít vào lần 3.
thở ra, giữ ngay này, 5, 4, 3, 2, 1, giữ như thế này và hít sâu vào, rồi tay bên phải hạ xuống chống thẳng, tay bên trái chúng ta áp sát vào bên tay, mắt nhìn về phía trước, thở ra, giữ nguyên chân, không dưới giữ nguyên, hai tay lên sau ngang hít sâu, đúng rồi bây giờ nguyên sang bên trái của mình, tay bên phải áp sát vào bên tay, thở, hai tay lên sau ngang hít vào, khi lượn sang bên phải thở ra, chậm, tay lên sang ngang hít sâu, sang bên trái này thở và áp sát vào bên tay này, rồi tay lên sang ngang hít vào, bên phải là dưới này mình giữ ngay đây, 5, 4, tay thì lưu ý là thẳng lên, chúng ta mình cũng dùng tay lại như thế này, 3, 2, 1, tay lên sang ngang hít sâu, rồi đổ lên bên trái và giữ được, chúng ta giảm nhẹ chân, không lên bên phải, rồi giữ 1, 2, 3, 4, 5, hai tay lên sang ngang hít vào, rồi thở ra, tay bên phải của mình này, bật hạ xuống trước, thì hạ xuống trước, chạm sàn luôn. Tay bên trái lúc này chúng ta sẽ đưa ra sau lưng. Tay bên phải thì lùi về phía trước và mình ôm lấy phần đùi bên phải. Hai tay lúc này chúng ta sẽ nắm ra phía sau, giờ đẩy dây người sang ngang luôn này. Mình có đưa cùng về trước, chúng ta phải đẩy người sang ngang về phía trước. 3, 2, 1, rồi hạ chân xuống, rồi thân nâng cơ thể mình lên và đồng thời trở chân bên phải về, chân bên phải lúc này sẽ hướng luôn trong hướng thẳng, đổi lại chân bên trái hướng trong phòng song song với chân thẳng đang đứng, chúng ta sẽ đổi về, rồi cố lên, vươn hai tay lên cao, sâu vào, thở ra, dùng gối lại này, dùng gối nhặt bên trái lại, chân bên phải mình thẳng ra, chân bên phải mình không làm gì hết, thẳng chân bên phải mình ra, hai tay đưa lên ngang, lúc này mặt mình sẽ nhìn sang tay bên trái, rồi tiếp tục vươn tay lên hít sâu, thở ra, vươn lên hít sâu, thở ra, tay bên trái ra. Vươn lên hít sâu, thở ra, lần dưới này hít sâu, thở ra, mình giữ ngay đây, 5, 4, 3, 2, 1, giữ nguyên, mắt lúc này hướng về phía trước hít sâu vào, rồi mình nghiêng lượn sang phía bên phải trước nhé, thở ra, chậm, tay bên trái áp sát vào hàm chân mình thẳng ra, cảm nhận sự căng ở vùng thắt lưng của mình bên trái, chậm, đưa tay sang ngang chân giữ nguyên hít sâu, rồi thở ra này, bên trái hạ xuống đặt nguyên đầu gối nhau bên trái, tay phải sẽ áp sát vào tay, thở, rồi chân giữ nguyên, hai tay đưa sang ngang lần thứ hai hít vào, thở ra sang bên phải, tiếp tục hít vào, thở ra, rồi tay đưa sang ngang hít sâu, sang phải thở và mình giữ ngay đây, 5, 4, 3, cảm nhận căng bên trái, 2, 1, hít sâu, thở ra, sang bên trái và mình giữ ngay đây, 1, 2, tay phải mình thẳng nhớ, 3,
Thả hết bàn tay về xuống sàn. Mắt chúng ta hướng về phía trước, hai chân mình thẳng ra sâu, thở ra từ hai tay ra, chúng ta thả đỉnh đầu xuống, thở. Đúng rồi, lần hai hít vào rồi thở ra, ta thả xuống. Lần ba hít vào, thở ra, phình hai tay ra và thả đỉnh đầu xuống, thở. Nếu như thế nào phần đỉnh đầu không hạ xuống được thì chúng ta mở đầu hai chân ra xuống nữa, và chúng ta thở hai tay xuống nữa. Nếu như chúng ta đã thở rồi mà không giảm ra thì chúng ta giữ nguyên hai tay, không hạ xuống nữa nhé. Cứ từ từ cứ phần có kháng thì chúng ta nó mở ra và chúng ta hạ phần đầu mình xuống. Lần thứ tư mới nhìn trước tiếp tục. Rồi thở ra, thả đỉnh đầu xuống. Rồi lần cuối cùng hít vào, thở ra, thả đỉnh đầu xuống. Mình sẽ giữ ngay đây, giữ ngay đây. 5 4 3 2 1. Lần lên hít vào, rồi thở ra, nhẹ nhàng dạ. Bài mà lúc này chúng ta mở rộng hai chân, đẩy đầu xuống. Đây là một bài tập mà nó sẽ giúp cho mình cái phần ốc, ví dụ nào những chị em nào chúng ta bị các triệu chứng về đau đầu thì chúng ta nên vận dụng đó. Rồi chúng ta sẽ bước về phía thả hai chân, khoảng cách gần bằng nửa gân tay, nửa gân tay thôi. Nhẹ nhàng vươn hai tay lên cao phía sau, rồi thở ra mình các mông, phần mông mình sẽ đẩy ra phía sau, phần cơ thể mình sẽ đẩy về phía trước. Rồi hai tay chạm chạm mở các tự chân đến tay của mình, hai chân tay chạm vươn hai tay lên cao phía sau, rồi thở ra thở thả xuống này. Rồi vươn lên hít vào lần ba, thở ra hạ xuống. Rồi ép phần lưng, ép lưng ép vai nhé. Tiếp tục tập 1 hít vào, rồi thở ra hạ xuống này. Đấy đấy, xuống lần nữa nhé. Hít vào vươn lên, thở ra hạ xuống và giữ nguyên ngay đây, nguyên ngay đây. Một, rồi bỏ hai tay về phía trước, thẳng, bỏ về tư thế tấm ván này. Hãy tấm ván cơ thể cho mình tự thẳng, mắt nhìn song song với thẳng, cơ với thẳng, xích ngực, đùi, mông. Rồi chúng ta sẽ bỏ về thở ra, bỏ về thở ra. Đấy, tiếp tục bỏ về phía trước, hít vào, chúng ta lại bỏ về tư thế tấm ván. Rồi thở ra nhẹ nhàng, rồi đang tập một tay nhá. Tiếp tục hít vào về phía trước, đấy, thở ra còn về phía sau, hai lần thôi, cố lên. Lần thứ tư hít vào về phía trước, rồi nhẹ nhàng thở ra. Lần cuối cùng hít vào, ta bỏ về phía trước, rồi giữ ngay đây. 1 2 3 4 5, thả bước chân xuống, rồi mình thu về thế em gái mình thư giãn ra, giảm sàn hai chân, có thể nhìn thẳng thẳng, chúng ta có thể thu về và mở cửa lòng, thở hơi hơi không. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đàng hoàng.